PSG gạ bán Neymar cho Barca với giá rẻ gây sốc. PSG đề nghị bán Neymar cho Barca với giá rẻ không ngờ sau khi phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng mua chân sút người Brazil từ Nou Camp cách đây 5 năm. Theo José Álvarez của El Chiringuito, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã gạ Barca mua lại Neymar ở mùa hè này. PSG đang có kế hoạch thay đổi mạnh mẽ trong mùa giải mới, trong đó Neymar được cho là dư thừa nằm trong thành phần lãnh đạo câu lạc bộ muốn loại bỏ. Do vậy, đội bóng Paris sẵn sàng bán Neymar lại cho Barca với giá rẻ chỉ khoảng 50 triệu euro. Chân sút Brazil vẫn còn 4 năm trong hợp đồng tại Paris sau khi đặt bút ký mới vào năm ngoái. Neymar rời Barca sang PSG vào năm 2017 đến nay vẫn là một thương vụ kỷ lục của làng túc cầu, 222 triệu euro. Trong 5 năm ở Parc des Princes, Neymar cùng với đội vô địch Ligue 1 4 lần nhưng không thành công ở Champions League. Do mùa nào cũng phải dính chấn thương vài lần để nghỉ ngơi, Neymar chỉ có 144 lần ra sân cho PSG từ khi đến, ghi 100 bàn cùng 60 đường kiến tạo. Trước đó, ở Barca là một Neymar phong độ cháy hơn hẳn. Chờ ở Nou Camp từ năm 2013 đến 2017, Neymar có 186 lần ra sân cho Barca, ghi 106 bàn và 76 pha kiến tạo. Trong đó cùng với Messi và Suarez làm nên bộ ăn ba siêu lợi hại cho chiến thắng Champions League 2015. Erik Ten Hag gặp cầu thủ chọn đội trưởng MU, Ronaldo được gọi tên. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag sẽ nói chuyện với từng cầu thủ và đưa ra quyết định về đội trưởng MU trong những ngày tới. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Erik Ten Hag hiện vẫn chưa chọn ai sẽ là thủ quân của MU mùa tới. Harry Maguire cho thấy dường như gánh nặng chiếc băng thủ quân của MU là quá sức với anh, vấp phải không ít chỉ trích, chê trách. Dù vậy, theo Romano, trung vệ tuyển Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, không lo lắng trước nguy cơ bị tước vai trò dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Nhưng người ta hiểu rằng sự thay thế là cần thiết, như một phần để bắt đầu cho thời kỳ mới, và vị này cho rằng Ronaldo có thể làm xuất sắc vai trò. Và lúc này tôi hiểu rằng Harry Maguire đang rất bình tĩnh và không lo lắng về quyết định của Ten Hag. Cá nhân tôi tin rằng Ronaldo với khả năng lãnh đạo của anh ấy có thể là một đội trưởng xuất sắc, nhưng quyết định về vấn đề này đến từ nhiều đánh giá. Tôi chắc chắn rằng Ten Hag sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Trong khi đó, cựu tiền vệ Quỷ Đỏ Luke Charik cũng cho rằng MU phải loại vai trò của Harry Maguire và De Gea sẽ làm đội trưởng. Tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu Harry Maguire vẫn làm đội trưởng MU. De Gea có lẽ là người được yêu thích nhất. Dù thế nào thì tôi cũng cá Maguire sẽ không đeo băng thủ quân mùa tới. MU giao bán Brandon Williams với giá 10 triệu bảng. Hậu vệ cánh Brandon Williams có thể rời sang Old Trafford hè này nếu câu lạc bộ nhận được lời đề nghị chuyển nhượng hợp lý. Mùa giải 2021-2022, Brandon Williams thi đấu cho Norwich theo dạng cho mượn. Cầu thủ 21 tuổi để lại ấn tượng tốt dù chim hoàng yến phải xuống hạng. Giới truyền thông xứ sở sương mù cho hay hiện Brandon Williams được định giá vào khoảng 10 triệu bảng. Bản thân tuyển thủ U21 Anh muốn được ra sân chơi bóng thường xuyên nhưng chưa có chỗ đứng tại Old Trafford. Thuận chân phải nhưng Williams lại thường xuyên đá bên hàng lang trái. Anh có thể thi đấu cả hai cánh hoặc vai trò trung vệ lệch trái. Tại MU hiện nay, Williams thất thế khi phải cạnh tranh với Luke Shaw, Alex Telles, Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka. Thời sâu xa còn dẫn dắt Quỷ Đỏ, Williams gây ấn tượng tốt ở mùa bóng 2019-2020 với 36 lần ra sân. Tuy nhiên sau đó anh không duy trì được phong độ ổn định. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu năm, hậu vệ Anh nói: "Tôi muốn lúc nhìn lại sự nghiệp mình được chơi cả trăm trận đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh, dù ở Norwich, MU hay bất cứ đâu. Tôi cảm thấy mình có thể thích nghi được những môi trường bóng đá khác nhau và chứng tỏ được năng lực trên sân bóng." 8 bác sĩ chăm sóc Maradona bị buộc tội mưu sát. 8 nhân viên y tế chăm sóc cố huyền thoại Diego Maradona đang phải đối diện với án tù ở Argentina. Theo phán quyết được tòa án Argentina công bố vào hôm qua 22 tháng 6, 8 nhân viên y tế có trách nhiệm chăm sóc cố huyền thoại Diego Maradona đã bị cáo buộc tội mưu sát. Maradona qua đời vào tháng 11-2020 vì bị đột quỵ tại nhà riêng. Trong tập tài liệu dài 236 trang liên quan đến cái chết của Maradona, các thẩm phán đặt câu hỏi về hành vi và những thiếu sót của từng bị cáo dẫn đến hậu quả xấu nhất với cố huyền thoại Argentina. Nhóm 8 người này bao gồm bác sĩ, y tá và một nhà tâm lý học, tất cả phụ trách chăm sóc Maradona trước khi ông qua đời. Các công tố viên Argentina mở các cuộc điều tra ngay sau cái chết của Maradona tại Buenos Aires. Cuộc điều tra này bao gồm việc khám xét tài sản của các bác sĩ riêng chăm sóc cho Maradona, đồng thời thẩm vấn nhân viên y tế chịu trách nhiệm điều trị cho cố huyền thoại Argentina. Vary Mitchachas, luật sư của các bác sĩ cho biết sẽ làm đơn kháng cáo. Ông cho rằng vai trò của bác sĩ khoa tâm thần không liên quan đến nguyên nhân cái chết của Maradona. Năm 2021, một hội đồng y tế Argentina đã được chỉ định để điều tra nguyên nhân cái chết của Maradona. Kết quả chỉ ra rằng cố huyền thoại Argentina đã không được chăm sóc một cách tốt nhất, đi kèm là sự thiếu cẩn trọng và nghiệp vụ còn nhiều thiếu sót của đội ngũ y tế.
Mario Barry, luật sư của một trong con trai của Maradona, tiết lộ với Reuters rằng cuối huyền thoại Argentina đã rơi vào cái tình cảnh bất lực trước khi qua đời. Ngay cả khi biết được nguyên nhân cái chết, tôi vẫn xem đó là một vụ mưu sát. Tôi đã chiến đấu cho vụ án trong một thời gian dài và hiện tại mọi thứ đã dần được phơi bày. Tội mưu sát ở Argentina thường chịu mức án từ 8 đến 25 năm tù theo bộ luật hình sự của nước này. Ngày diễn ra phiên tòa kế tiếp vẫn chưa được ấn định. Huấn luyện viên Xavi bắt đầu với ban lãnh đạo Barca. Xavi và ban lãnh đạo Barcelona đã không tìm được tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng mới với Ousmane Dembélé. Hợp đồng của Dembélé với Barca sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới. Theo Marca, huấn luyện viên Xavi muốn gia hạn với tiền đạo người Pháp. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Dembélé sẽ là mảnh ghép quan trọng cho đội hình của ông trong mùa 2023. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Barca lại không có động thái hưởng ứng quan điểm trên. Hiện tại, gã khổng lồ xứ Catalan đang dành sự tập trung để đàm phán với Nice về trường hợp của Rafinha. Cầu thủ người Brazil đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Propana. Khúc mắc hiện nằm ở mức phí chuyển nhượng. Đối tác Premier League yêu cầu Barca trồng 50 triệu euro mới chịu nhả người. Câu lạc bộ chủ sân Camp Nou chỉ xem xét gia hạn với Dembélé. Trong trường hợp cuộc đàm phán với Nice thất bại, Barca cũng nói rõ họ sẽ không tăng lương hay chấp nhận thêm yêu sách nào từ cầu thủ sinh năm 1997. Trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ cách đây ngày, Dembélé tỏ ra khá lạc quan về tương lai tại Camp Nou, đồng thời phủ nhận những tin đồn liên quan đến Chelsea. MU mở cuộc đàm phán The League. Ngày MU tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới đang được đếm ngược 27 tháng 6 và huấn luyện viên Erik ten Hag rất cần tân binh để xây dựng dự án thể thao dài hạn. Báo chí Anh tiết lộ dưới tác động của huấn luyện viên Erik ten Hag, MU đang nối lại đàm phán với trung vệ Matthijs de Ligt. Bổ sung trung vệ là yêu cầu bắt buộc với MU sau mùa giải thất bại. Harry Maguire sẽ không còn giữ được vai trò chủ lực vì chuyên môn lẫn yếu tố tinh thần. Kế hoạch của huấn luyện viên ten Hag là chiêu mộ de Ligt và biến anh thành đối tác chính với Rafa Varane trong mùa giải tới. De Ligt quen thuộc với hệ thống chiến thuật của Ben Ten Hag khi còn là đội trưởng của Ajax. Cùng với kinh nghiệm trong máu Juventus, cầu thủ người Hà Lan được chờ đợi tạo sức bật để MU đua tranh thứ hạng cao ở Premier League 2022-2023. Real muốn mua Sterling. Theo truyền thông Tây Ban Nha, bên cạnh sự quan tâm đến Sergei Crabbe, Real Madrid cũng muốn đưa Raheem Sterling về sân Bernabeu trong mùa hè này. Chuyên gia chuyển nhượng Akem Konu tiết lộ, kế hoạch lấy Sterling xuất phát từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti và đã được đưa lên chủ tịch Florentino Perez phê duyệt. Sterling chung vị trí với Vinicius bên hàng lăng trái. Dù vậy, tuyển thủ Anh ngày càng thi đấu đa dạng dưới bàn tay của Pep Guardiola. Ở Man City, anh đã tốt tiền đạo trái hoặc số 9 ảo. Cầu thủ 27 tuổi này hoàn toàn có thể kết hợp cùng với Karim Benzema và Vinicius trở thành bộ ba tấn công mới của Real Madrid. Hợp đồng của Sterling chưa có một năm và vai trò của anh bị ảnh hưởng khi Julian Alvarez lẫn Erling Haaland xuất hiện. Anh đang lắng nghe lời đề nghị từ Real Madrid cũng như các đội bóng Barcelona, Chelsea, Arsenal và AC Milan để tìm kiếm sự liên tục trước khi bước vào World Cup 2022.